Bộ gì quá, là tao liệu theo luôn rồi nè. Trời, chứ tao hẹn con biết đấu với tao mà. Đâu phải mày đâu mà ra đây chi hả? Thằng bó đi lượm banh rồi, alo. Thằng bó đi đá banh rồi, giờ tao chơi thế nó được không? Phải rồi, cứ nói là lượm banh là phải rồi. Chứ thằng đó mà đá đấm gì đây? Xe mày đâu? Xe tao nè, xe đâu? Đâu cho coi thôi, chơi được không? Cũng gần giống rồi mà sao bánh xe mẹ vậy rồi ai đâu chơi? Ai biết đâu, bữa thằng bó làm, giờ tao lấy chơi thôi, bây giờ muốn chơi thì vô nhà. Rồi, chạy lẹ quá rồi. Ủa xe tao dẹp cho rồi mày ướt không? Ướt trong ướt. Rồi bây giờ chơi kiểu vậy nè, nói đi. Nhưng mà khoan, bánh xe mẹ vậy rồi ai chơi lại với mày? Bây giờ tao chấp mày một gang tay luôn nè, chơi không? Chơi mày. Vô. Vô. Giờ đặt xe xuống gạch đi. Đi kiếm dây gì buộc vô rồi kéo. Bây giờ cộng với chè tao xuống đúng một gang tay. Chấp mày luôn. Giờ hợp lý chưa? Rồi chơi đi. Mày có cá gì không? Biết đường tính luôn à. Nào hô lấy xe giục đè. Mày cho anh già đập đầu nghe. Vậy giờ nào hô. Mày mốt vậy xe đạp mình đó chở. Chơi gì không? Chơi. Chưa chơi sung dữ mày. Trời ơi, xe tao phải giống tao chứ, phải sung như gan tao vậy đó. Bây giờ tao cột cộng dây thun này về được chưa? Bây giờ ngay mất luôn rồi đó, chơi được chưa? Khoan từ để tao đo thử đủ gan tay không. Ê, xích lại chút xíu nha, chưa đủ gan tay. Chấp mày luôn, tao về luôn. Rồi được chưa, chơi chưa? 1, 2, 3, bật công tắc rồi mày. 1, 2, 3. Qua bước rồi đó, thua chưa? Rồi đó, hết một hiệp rồi nha mày. 1-0 nha. 1, 2, 3. Rồi đó, 2-0 rồi đó, còn hiệp nữa là tao thắng rồi đó. 1, 2, 3. Hả? Rồi sao? Thua chưa? Chưa, chịu thua đâu mày. Thua gì ba? Ba không rồi đó. Không mày, bánh xe mày vậy gọi đâu chơi. Ê, nãy tao hỏi mày rồi nghe. Tao hỏi mày chơi không? Bây giờ kêu chơi, nó chắc mày một gan luôn rồi đó. Nhưng mà bây giờ á, bánh xe mày chơi vậy là sao chơi cũng bằng được mày. Mày đế chứ trời. Mày tao hỏi mày rồi, mày chịu chơi tao mới chơi chứ bộ. Tao không biết đâu, giờ tao kêu anh già thử vụ này nè. Rồi, chấp mày luôn, vô hỏi anh già đi mày. Ngủ rồi hay gì mày ơi? Anh già, anh già ơi. Dạ. Dạ. Anh xử giùm em vụ này đi, chứ anh Dương nó đía quá. Ê mấy mày tối ngày mấy mày chơi, mấy mày không hòa đồng gì hết mấy mày. Hòa đồng cái gì? Em hỏi nó rõ ràng rồi. Em hỏi nó chơi không, nó chơi giờ nó không chịu thua. Là sao? Là vụ chơi xe đúng không? Bớ anh kêu rồi, chừng nào chơi thì kêu anh làm cho ông tài mà. Em chơi công bằng đàng hoàng mà, tại nó không chịu em thua. Đây mày để anh ra làm trọng tài cho. Làm lại đi, chơi lại đi. Anh ra làm trọng tài nè. Rồi đâu, hồi nãy chơi sao? Giờ mô tả lại cho anh coi. Hai thằng em chỉ lấy cũng như chị đó, nó kéo quá. Nhưng mà tại cái bánh xe của ông Dương nó chơi ăn gian quá à. Không phải đâu, hồi nãy em hỏi kỹ nó rồi. Thế em chấp nó một gang tay, bây giờ nó không chịu thua. Rồi, thôi bây giờ anh làm trọng tài cho. Đây, xe không? Đóng ra. Đây, rồi. Chơi phút đầu. Rồi chơi. Chơi cái này là phải làm chiếc xe nó dài ra, nó mới công bằng được. Đây là gì? Cộng dây này hả? Dạ. Cộng dây này ngắn quá mà. Nè, dài như cộng dây anh vậy nè. Để anh cuộn cái, anh so là anh cuộn cái rút lại. Chấp ngang tay đúng không? Nè, chấp ngang tay, giờ anh đo ngang tay nha. Giờ làm chứng nha, anh làm ngang tay đàng hoàng nha. Rồi, đo ngang tay. Rồi cột cái gút này ngay lại đây cho Dương làm dấu. Trời, anh cột có nào không vậy thôi. Nó thua em chắc rồi. Đó. Rồi ok chưa? Rồi ok luôn anh dạ. Rồi bây giờ á,
đây là cái độ dây là một ngón tay cái nè, anh so nè, nghe độ dây dư ra nè, hồi nãy anh so dây rồi hết nha, đây cũng một ngón tay cái nè, đó. Rồi bây giờ để đây cái mức đây làm dấu nè, được không? Là coi như là dương chấp là cái mí này, nếu mà xe dương vượt qua cái mức này là dương thua nha, rồi chưa, ok chưa? Sao ok chưa? Dạ ok. Rồi rồi để hai xe thẳng hàng nè, đó là 1 2 3 bấm công tắc nè, 1 2 3 một xe nó ổn rồi, coi như nó mạnh quá, rồi thua một chặng xong. Trời ơi, nãy em nói rồi, cỡ nào nó cũng thua em chứ. Tức gương trời, tức chết không lại nó trời. Rồi giờ, bây giờ tiếp nha, hiệp 2 nha, đó. Hai y gan gì nữa. Rồi đây, chuẩn bị đếm nè, cho xe dương giờ chấp kiểu này luôn nè. Giờ thấy là không, xe vẫn không ổn mà. Yêu cầu xe dương vượt qua mức này là thua đó. 1, 2, 3. Không có những nhích gì luôn. Chạm nổi luôn bánh xe thì lần tới nhưng mà nó không có bám nè. Thấy không, anh nói rồi có cái vỏ xe nó bám ghê lắm. Rồi, thua. Hai xong. Tao nói mày rồi, một chục hiệp mày cũng thua tao nữa. Rồi sao, giờ thua chưa? Ôi mày ngộ với mày, mới có hai hiệp và còn hiệp nữa. Trời, anh chấp mày luôn. Anh già để em chấp nó nửa chiếc xe luôn đó. Rồi, nửa chiếc phải không? Trời, đây, mất đây nha. Xe này yêu cầu mà có bánh trước mà tụt qua cái là thua đó. Nửa chiếc luôn rồi đó. 1 2 3. Anh thấy là rồi đó. Rồi, cái này đường nào nó đầu phải. Hết đường phải rồi. Đường nào đầu phải. Nè, gán. Rồi sao, giờ chấp nhận chưa, gì là thua rồi chứ gì nữa, không thua. Thì thôi, mà bánh xe nó điếu à. Hỏi mày nè Phúc, mày chạy cái xe bánh xe mày mòn, mày có thai không? Hay mày để nó lủng bánh? Thai sống thai, mày hỏi tao la hoài trời. Chưa hiểu ý Dương nói không? Rồi tất nhiên á, cái xe cưng á, cái bánh xe này nó không có bám đường. Nó mòn rồi, giống như cái bánh xe mòn của xe đạp cưng vậy đó. Là cưng phải gắn một cái gì đó để cho nó bám với cái đường, thì nó mới có cái lực kéo nó chạy. Chứ cái xe con chạy vốn dĩ cái bánh nó vẫn quay nhưng mà nó lại tuôn, nó không chạy lại người ta. Thì cái đó là cái này là gì, lỗi là lỗi do cưng thôi. Anh chế mà nói gì anh già. Ê, cái này không có nha. Anh hỏi đàng hoàng nha, là có ghé quắn cái bánh xe không, anh quắn giùm luôn cho mà không chịu nha. Bây giờ mày lật lộn hả? Là anh phán như win. Ê, nhớ nghe cái kèo chở xe đạp nha. Rồi, coi như thua mày đi. Mà anh già ơi, anh chế chiếc xe lại cho em đi, chó đem đồng đi chó đã. Xe này giờ mà ngồi quắn này cũng lâu lắm. Để anh vô anh kiếm coi có vỏ xe nào vừa không, thay vô gắn đỡ rồi chạy tiếp. Rồi vô nhà đi quất tiếp. Rồi, vừa luôn. Vừa với cái nắp chai luôn. Trời, có vỏ xe bữa hôm không gắn cho em luôn đi, để em chơi gì đó. Bữa anh nói rồi, anh làm cho công bằng, anh chỉ chế chiếc xe giống bò thôi mà bò nó quắn cái vỏ xe. Anh hỏi có quắn không, nó là không, để gì em chơi, tại cái đội làm biến. Vậy đó thưa ai hả? Đó thưa anh chứ đó thưa ai, hai anh làm mà. Chơi đi anh dạ. 1, 2, 3. Chiếc xe hút cái lượng thấp quá, thua đó. Dẫn không lại, dẫn bường không lại với cái vỏ xe. Còn bây giờ anh có cách khác nè. Đó, giữ lại nè, nhưng mà cho nè để nó bám thôi chứ gì vậy á. 1, 2, 3. Đấy. Lớp bánh lại liền, lớp bánh lại liền, lớp bánh lại liền. Thấy không, lớp bánh lại liền. Chỉ qua là nó chưa đủ nặng thôi, là cái chiếc xe này nó mới win. Nó lớp bánh lại liền, thua liền. Trời ơi, còn gán vậy đi. Kêu chạy hết nổi luôn. Có cái bánh mà là qua không nổi nó luôn nè. Đó, được không? Cuộc chiến rất là căng. Đó, đó, hoài quá rồi. Rồi, thua rồi. Đúng là anh thấy chế độ gì cũng thành công hết trơn. Đó, bại liền, tại vì không biết cách sử dụng thôi, thấy không? Anh mới đụng vô cái là win liền, thấy không? Cục này nó cũng nặng, chắc cũng cỡ 1 ký vậy. Dụng vô 1 ký là win liền, thấy không Phúc? Rồi sao, vậy chứ lại không, hả? Ủa mày ơi, tại có anh già để cục đó lên, vậy nó để cục khác lên, mày cũng thua nữa à.
Anh già kiếm cái gì đồng đồng rồi đè lên hai xe cho chạy thử anh già. Bọc này 20 cục, bọc này cũng 20 cục, 20 cục pin. Rồi để lên. Đây, để lên đây. Rồi đó. Rồi 1, 2, 3 tiếp tục nè. 1, 2, bắt. Thu nữa thấy không? Nếu mà để lên là cũng thu nó nữa à. Tại vì cái xe kia giống như cái bánh xe nó bám hơn. Cái xe này nó cũng lết nè. Nó cũng bừng lắm nè, nó chịu không nổi. Kia nó chắc hơn. Kia nó bám dữ hơn, cái xe này thu nữa nè. Dạ, tới. Tao cứu, một chớ cứu. Anh nói rồi, làm cái gì cho nó không có được làm biến. Làm là phải làm cho nó tới luôn, chứ làm mà thơ sơ thì nó không có ấy. Tại vì anh chỉ làm cho công bằng thôi. Làm cho hai xe nó giống nhau, nhưng mà tại vì Cưng không chịu quấn cái vỏ xe như thế này cho nên mới thua đó. Mai mốt chế cái khác đấu tiếp mày. Coi như kèo này tao phục mày đó. Coi như từ đây về nhà sau là tao chở mày đi đó. Nhớ nghe, nói là phải nhớ đó nghe. Rồi, ok, video mình kết thúc ở đây nha các bạn ơi. Về cái video này thì chủ yếu là do cái phần bánh xe đó các bạn, tại cái động cơ, cái kết cấu và cái cách làm á là như nhau hết, nhưng mà chỉ là do cái phần bánh xe này nè. Bạn Phúc thua là do cái bánh xe của bạn Phúc không có bám với mặt trường. Nếu mà hai xe đều có cùng cái độ bám thì hai xe nó kéo nó với nước cũng về luôn á. Với lại cái sức mà nó đè xuống á, tại vì cái xe này nó nhẹ, nó sẽ bị giống như nó bị hở cái bánh xe lên, nó không có bám được. Đó, khi mà mình đè nặng xuống cái xe này mà xe này không có, cái xe này thua liền. Đó, nó chỉ vậy thôi à. Rồi sau cuộc chiến này thì ai mày nghĩ ra cái gì đó đi, rồi chế đi rồi đấu tiếp. Đó, hôm nay thì bạn Dương win rồi. Các bạn xem video thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.